Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùa Dò. Bình luận viên Tào Lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Ly. Đây là set thứ hai của cặp đấu này, Sài Gòn và miền Tây. Phía Sài Gòn có Chí Thống và Khánh Mơm, miền Tây An Giang Racing và Khoa Cổi. Hai bên sân dài 12 mét. Đây là sân xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang. Đây là những ngày giữa tháng Giêng. Thời tiết hôm nay rất âm u, mát mẻ. Khánh Mơm giờ tự sát tại Đắk Lắk. 8 điểm, 4 điểm đổi sân nha các bạn. 1-0. Lại là Khánh Mơm. Khánh Mơm tự sát hai quả liên tiếp. 2-0. Đang xem quả bóng này như thế nào nha các bạn. Bóng ngoài. Trọng tài xác định bóng ngoài. 1-2. Ra sân đánh bóng hồng 2 đều. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. Hai đều. Ra sân nhát tay luôn thầy. Mình bình nhé. Khánh Mơm đánh bóng tốt của ông vừa rồi. Ba hai nghiêng về cho Chí Thống và Khánh Mơm. Hiện tại bây giờ là 14:30. Bầu trời thời tiết rất âm u giữa tháng Giêng. Rất mát mẻ. Cho thể dục thể thao. 3-2. Quá may mắn chúng cái cầm. Lại là Ra Sinh đánh bóng hồng đổi sân. 8 điểm thôi nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ trước mặt hình ông Kính Lâm là Khánh Mơm và Chí Thông. Sân này vào khoảng trong Tết và gần Tết kèo tay rất nhiều và rất nhiều. Hiện tại bây giờ các cầu thủ đã cục tay hết rồi, cho nên bây giờ không còn đánh tay ầm ầm nữa các bạn ơi. Giờ chơi kỳ không à.
Hôm nay Chí Thông, Khánh Mơm đi với Bình Minh và Sang Thư. Còn có Lý Quốc. Đấy là 5-6 cầu thủ về miền Tây hôm nay. Nhưng thật sự các cầu thủ miền Tây hôm nay vắng bóng rồi, cho nên không có kèo tay. 4-2. Quà đang tiếc cho Chí Thông. Đánh bóng không vào lưới. 3-4. Ngoài trong có 5 tắc à. Ngoài lên trong á. Ba bốn. Quá đáng tiếc cho Rasin. Bóng ngoài 5-3. Quá hay cho Khánh Mơm. Một pha quá cảm giác của Khánh Mơm phải không gì rồi. 6-3. Sáu ba nghiêng về cho Chí Thông và Khánh Mơm. Hai bên, một bên dập bóng, một bên le lưỡi nha các bạn. Sáu ba. Và kết thúc quá đẳng cấp của Khánh Mơm. 7-3, điểm cuối. Bóng ngoài. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Chí Thông và Khánh Mơm vào bờ an toàn. Má tao với hổ mày. Cái đồ má giữ cho canh bức ghê. Đúng một dịp. Đây là những trận kèo chế sân dài 12m, rất dài thể lực. Ừ.
Giờ hết pin á, đỏ quá luôn nuôi không? Cái đấy bây giờ muốn chết hoài chứ nữa. Quá hoài đúng không? Chứ đâu có bảo chỗ nào.